em xin chào các bác nhé. Hôm nay em đang trực tiếp trên tay em đang test cái máy nhổ lông vịt cầm tay phiên bản màu cam, là phiên bản mới nhất của năm 2024 nhé. Là bên phiên bản này là bên em nâng cấp hoàn toàn về chất lượng của máy. Thì phiên bản máy này gồm có hai phân loại. Phân loại thứ nhất là máy chạy chuyên điện, và phân loại thứ hai là máy chạy dùng kết hợp cả pin các bác nhé. Thì hai cái phân loại này là chất lượng thì nó như nhau, chỉ khác nhau về cái chạy pin và cái chạy điện mà thôi. Thì theo cái kinh nghiệm của bên em thì các bác nên dùng máy chuyên điện là để nâng cao hiệu quả và chất lượng tốt nhất các bác nhá. Thì con máy này là chuyên dòng nhổ là cắt lông măng, vịt sim, cắt lông tơ, bới nhũ vân vân, thì là làm cực chuẩn các bác, tốc độ nhanh còn hơn cả máy xanh các bác nhá. Các bác nào có nhu cầu vui lòng liên hệ qua số điện thoại hotline em ghi ở trên màn hình, hoặc là 0934455108 các bác nhá. Các bác gọi ngay cho bên em để được tư vấn một cách chi tiết hơn và có giá tốt nhất thời điểm hiện tại các bác nhé. Các bác thấy đó, con vịt sim là một con vịt rất là khó nhổ. Các bác thấy lông tơ, lông mịn rất là nhiều, da bèo nhèo rất là khó làm. Nhưng mà con máy làm rất là linh hoạt, rất bám lông, rất chi tiết từng phần một các bác nhé. Thời lượng video có hạn, em tạm dừng video tại đây. Em xin cảm ơn chân tình các bác đã ghé thăm shop bên em nhé. Rồi xin cảm ơn các bác.